Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món cơm bình thường ở nhà của mình. Đó là món tàu hũ nấu canh hẹ và tàu hũ kho với thịt ba rọi nhé các bạn. Đây là 400 gram thịt ba rọi. Thịt này vừa có nạc và mỡ, nạc hơi nhiều, và 5 miếng tàu hũ chiên. 3 miếng tàu hũ non nữa, tàu hũ này thì mình để nấu canh. Còn đây là hẹ 250 gram. Thịt mình đem đi sơ chế bóp muối rửa sạch xong, mình sẽ thái miếng ra như thế này, thái miếng vừa ăn, hơi vuông. Tàu hũ thì mình sẽ cắt miếng ra, mỗi một miếng tàu hũ mình sẽ cắt làm 4, tàu hũ non cũng vậy. Hẹ thì rửa sạch và cắt khúc như thế này. Sau đó mình sẽ đi ướp thịt nha các bạn. Cho vào một muỗng canh nước màu đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng rưỡi muối bọt, 2 muỗng cơm hộp đường, 1 muỗng sữa chua bột ngọt, ta sẽ trộn đều các gia vị lên để cho gia vị thấm vào thịt khoảng nửa tiếng. Rồi sau đó ta sẽ bắt lên bếp để kho. Khi thịt sôi lên, ta sẽ cho thịt thật là thấm và sắc cạn xuống. Lúc đó ta sẽ cho vào 1,5 chén nước lọc. Ta cho nước độ khoảng vừa sắp sắp thịt là được. Nước hơi ngập lên một chút. Để ta còn sẽ cho tàu hũ vào kho chung nữa. Khi nước sôi trở lại, ta sẽ cho tàu hũ vào. Cho tàu hũ vào hết, ta sẽ trở nhẹ nhàng cho thật đều, cho tàu hũ và thịt quyện với nhau và thật thấm nước gia vị. Tàu hũ này là mình mua tàu hũ Bắc Ninh. Các bạn đi chợ, có những tiệm tàu hũ của người Bắc, buổi sáng sớm người ta làm ra trực tiếp, thật là ngon, vừa làm cho mình thấy và bán luôn. Mình thích mua tàu hũ như thế này khi về nhà còn nóng hổi và người ta làm tại chỗ thì tàu hũ ngon lắm. Món kho này tuy đơn giản mà thật là ngon. Hồi lúc nhỏ mình
rất thích mỗi khi mẹ kho cho mình ăn như thế này, và bây giờ cháu mình cũng rất thích nữa. Ta sẽ kho và trở bề thịt cùng với tàu hũ nhẹ nhàng, cho thịt và tàu hũ thật thấm. Miếng thịt thật là ngon nè các bạn. Ba, vắt thật ngon. Tàu hũ thì thấm đều. Ngon lắm các bạn. Các bạn thử làm một lần như thế này nhé, để ăn với cơm và kèm với canh tàu hũ non nấu với hẹ nữa thì ngon lắm. Tuy đơn giản, rất rẻ tiền mà ăn thật ngon. Như vậy đã xong nồi tàu hũ kho thịt rồi, ta sẽ chuẩn bị để nấu canh hẹ. Cho vào nồi 1 tô rưỡi nước. Các bạn sẽ lường nước khi vừa đủ mức độ canh của bạn ăn cỡ nào nhé. Ta bật bếp lên và chuẩn bị nêm gia vị. Ta cho vào 1 muỗng rưỡi muối hạt, muỗng sữa chua đó nha các bạn. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Nước sôi lên, ta sẽ cho tàu hũ đã cắt nhỏ vào. Nước sôi lên và tàu hũ thật chín trong, ta sẽ cho vào 1 muỗng sữa chua bột ngọt. Vậy là xong, ta sẽ chờ cho nước sôi thật mạnh. Sau đó, ta sẽ cho hẹ vào và tắt lửa. Các bạn cho hẹ vào là tắt lửa ngay. Bếp điện của mình nóng, mình sẽ tắt lửa trước vì còn cái độ sôi. Mình cho hẹ vào là mình nhắc khỏi bếp liền, để hẹ không bị nhũn ra. Mình cho nồi canh xuống khỏi bếp như thế này và sẽ dọn cơm ra ăn thôi nha các bạn. Đây là canh tàu hũ đó, tàu hũ non nấu với hẹ và thịt kho với tàu hũ, thật là ngon nhé các bạn. Đơn giản mà ngon lắm, chén nước mắm ớt nữa, ăn thật ngon lành. Mình thích những món như thế này lắm, tuy mình không có ăn chay, nhưng trong nhà mình thực đơn tàu hũ thì vẫn thường xuyên. Tàu hũ chiên nước mắm nè, tàu hũ kho cà chua, tàu hũ nấu canh, tàu hũ kho thịt. Mình mời các bạn nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.